Một lần đó ở học tự thanh đê, xin đề ra hai câu gọi, hai câu giảng của Đức Thầy. Xin ông trưởng ban phổ thông giáo lý giải đáp. Đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, thiên dương cần sớm lánh mới màu. Đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, nhờ ông cho biết đạo quỷ dương là đạo nào? Kính thưa cô bác, đây là tâm lý tư của Đức Thầy, nhưng mà chúng tôi là quý vị đó cũng nên nêu lên một cái chúng với cái nguyên văn cũ của Đức Thầy đó, nó là nguyên văn mình có sai. Đạo quỷ dương rất nhiều chi thiên dương tần sớm cánh mới màu, để mà sao đến việc thảm sầu ráng nghe sĩ lời ta mất trước, thì chúng nó thẳng buồn chạy nước lọt ngoài khơi mới hết hò khoan. Tôi mà ham cho được giàu sang với quyền tước là tôi đối thế. Nhưng tôi ở đây như vậy thành đọc giảng rồi, nhưng mà cô bác cho phép chúng tôi đọc hơi xa một mệnh đề của Đức Thầy nhất sáng, để chúng ta mới biết được ở đây đồng đạo mình muốn biết cái đạo quỷ dương này là cái đạo gì. Xin thưa, cái đạo quỷ dương đến đây chúng ta thấy là cái đạo làm danh lợi, nghĩa là tôi mà ham cho được giàu sang với quyền tước là tôi đối thế. Nhưng cái đạo quỷ dương này ra đời nó dạy người ta theo danh theo lợi không à? Còn cái đạo Phật thì dạy con người tu giải thoát, để hai cái nó trái ngược nhau. Thưa cô bác, vậy thì cho phép chúng tôi mở hơi xa xa, mở cái dấu mặt mà trao đổi hơi xa xa. Ở đâu mà xa? Mà trao đổi hồi lúc mà Phật tổ mới đắc đạo đó cô bác. Hồi nãy tôi có nghe một vị giảng viên có trình bày qua cái vấn đề mà quỷ dương này rồi. Nhưng mà bây giờ nằm cái giới của chúng tôi đó, chúng tôi xin trao đổi trở lại. Vì cô bác cũng thông cảm với chúng tôi nha. Vì khi Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi ngồi tại Bạch Liên Liên Thiền 6 năm nay, thấy rằng không có kết quả gì cho nó. Ngồi đó nhịn đói, nó không ăn rồi 6 năm rồi chết, là đứng dậy rồi chết. Mà chết rồi mà tỉnh lại rồi có hai người một nữ đang sửa cho ngài ăn. Hồi nãy rồi có một vị giảng viên nữ đó có trình bày qua, tức là cô Úc Liễu ở Phú An đó, có trình bày qua cái sơ lược về cái sự tích của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Có lược giải khi nãy cũng nghe cũng đầy đủ lắm rồi, nhưng mà đây tại cái giới chúng tôi phải trình bày trở lại. Mong cô bác cũng thông cảm nha. Vì năm mới nên kìa từng như bỏ ngài đi, nói ngài đã ngã rồi, anh này chứ không rồi anh lại bỏ nè. Thưa cô bác, năm mới nên kìa từng như này đó, là năm người này được lĩnh cái đức Tịnh Thản Vương lên kêu ngài trở về, nhưng mà lên tới rồi ngồi chung với ngài mà tu nơi cái Thạch Liên Thiền. Nhưng mà sau cùng thấy ngài ăn rồi bỏ ngài, thì ngài thấy năm nay kiều tự nhiên bỏ ngài, ngài không nói chi, ngài xuống cái Thạch Liên Thiền là tắm rồi là lấy cái bát mà lên xuống cái Thạch Liên Thiền là nói, nếu mà ta cái đắc đạo đó thì cái bát này nó trôi ngược nước đi, còn ta mà không đắc đạo thì cái bát này nó trôi xuôi nước, thật rõ là cái bát nó trôi ngược nước. Rồi ngài lại tại cái gốc cây bồ đề, tức là cách đó 200 thước, cách cái chỗ ngồi là cái như thiền đó, lại cái gốc cây bồ đề 200 thước, cách 200 thước là ngồi đó ngài thiền định 49 ngày nữa. Tại sao chúng tôi biết 200 thước? Là viện trưởng ban của tâm trung ương có đi ở bển rồi về thuật lại, chúng tôi có nghe, chúng tôi mới biết được là 200 thước. Chúng tôi cô bác, vậy thì ngồi đó 200, cách đó 200 thước là ngồi 49 ngày nữa, là ngài quát nhiên tỏ ngộ cái đêm 28 đó, là ngày 29 đó. Đêm 48 là ngày 49 sau minh tinh vừa mọc lên, thì ngài rất như tỏ ngộ. Nhưng rồi lúc mà ngài đắc đạo rồi, ngài ngó lên mười phương chư Phật đó, ngài ngó tới đâu đó thì hà quang chiếu diện cả mười phương, ngó đến cõi trời Tha Hóa, cõi trời của Ma Dương đó, của Quỷ Dương đó, làm cái lầu đài cái Thiên Ma Ba Tuần là chúa là Quỷ Dương, nó lung lay cho người, nó muốn đổ xuống, muốn lật xuống vậy đó. Rồi Thiên Ma Ba Tuần nó quá ngồi, nó không biết cái gì, để kiếm tao coi thử coi cái gì để biết rõ là Gotama đắc đạo. Gotama là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, theo tiếng Bali gọi là Gotama của họ không à. Kính thưa cô bác, vì thế mà quỷ dương này đó, tức là Thiên Ma Ba Tuần đó, ở cõi trời thứ sáu là ở cõi trời Tha Hóa đó, thấy vậy rồi mới nói rằng, nếu ta mà không xuống giết cái được Phật á, không xuống mà giết cái được Gotama đó, thì cái đạo của ta nguy rồi. Là vì nếu cái đạo của Gotama ra đời mà truyền đây là cái chân lý, rồi người ta theo hết cái đạo này rồi còn theo cái đạo ta. Vì thế ở đây đồng đạo thì nêu lên đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, mà cái đạo này nó ra như thế nào. Vì thế cho nên cô bác cho phép chúng tôi mở cái dấu mặt này mà trao đổi cái đạo quỷ dương. Vì cái đạo quỷ dương đó là cái đạo chủ trương thờ cúng bằng má viết, còn cái đạo Phật á, chủ trương thờ cúng bằng bông trái và hương hoa, để tiêu biểu cho sự tinh khiết, tiêu biểu sự trong sạch, và hương để cho làm cái bán nguồn huyết được, chứ không có chủ trương thờ cúng bằng máu huyết. Còn đạo Nguyễn Dương đó là đạo cái Thiên Ma Ba Tuần đó, thì chủ trương thờ cúng bằng máu huyết, nghĩa là nó dạy con người tu hành theo đạo Phật, đạo tiên, đạo thánh nào đó không biết, mà nói hễ khi nào có bệnh hoạn đó nha,
rủ như ốm đau đó thì phải làm heo gà mà cúng kiến hết bệnh. Cho nên cái đạo Quỷ Dương nói rõ với quý vị là chủ trương thờ cúng máu huyết để nó gây tạo cái ác nghiệp cho nhân loại, rồi nhân loại cũng vì cái sự mà gây tạo ác nghiệp này mà luân hồi chuyển kiếp là cũng do nó. Cho nên ở đây đó, đạo Quỷ Dương rất nguy hiểm cho con người lắm, là nó gây cho con người mà gây tạo cái sắc thân đó là thờ cúng bằng máu huyết, chẳng nói chi rồi còn nó dạy con người phải làm danh làm lợi nữa, đó là đạo Quỷ Dương, đạo là đạo quỷ. Kính thưa cô bác, mà hiện tại trên quả địa cầu này đó, nó có nhiều cái thứ quỷ đó lắm mà không phải là quỷ ở đâu xa lạ, tức là con người không à. Kính thưa cô bác, bây giờ chị diễn tới nữa. Trong lúc cái đem binh tới giết ngài đó, rồi nãy cái vị đồng đạo nữ này có trình bày rất rõ là giết không được rồi. Bao nhiêu mũi tên bắn tới ngài cũng đều rớt hết, bởi là quan của ngài chiếu diện được tam thành vẫn còn. Ở đây được Đức Thầy diễn một cách rất rõ là đạo gần đất ma dương theo thế dùng thành thông nghị lực dẹp tan. Không làm sao mà giết Phật được, rồi làm sao nữa, y mới tới quỷ y. Tôi nói rằng hôm nay tôi không làm sao phá hại ngài được, thì tôi nguyện y làm tín đồ của ngài trong giai đoạn này. Nhưng mà trong thời chấn pháp á và tưởng pháp tôi phá ngài không được, thì đến ngày mạt pháp đó tôi nguyện tôi phá cái đạo ngài tôi được, tôi mới nghe làm thôi. Sau đến thời mạt pháp đó, tức là qua cái hạ ngôn rồi, tôi làm tín đồ của ngài, tôi làm đệ tử của ngài để tôi phá đạo của ngài. Vì từ hôm nay trong đạo Phật giáo hòa chúng ta đây có Quỷ Dương những cô bác, ai mà phá đạo gì đó Quỷ Dương này nha, mà quý vị coi chừng tôi là Quỷ Dương nha. Quý vị coi chừng tôi à, coi chừng tôi là Quỷ Dương không chừng nha. Là vì nó ai mà phá đạo gì đó là Quỷ Dương là cứ vậy đó, chứ chúng ta đừng tin ai hết á. Mình cứ tin mình thử coi mình có phá đạo hay không à. Nếu mình phá đạo mình cũng Quỷ Dương nữa. Như vậy xin nói rõ bị nó nguyện như vậy đó. Rồi còn sao nữa, y nguyện rồi một cái đó thì bát bộ Kim Đăng Thần mới đứng lên. Nó bạch cái Phật rằng nếu mà trong đời mạt pháp mà Quỷ Dương nó có thể nó phá như vậy đó, thì cái người nào mà tu hành chân chính đúng không, thì nếu Quỷ Dương nó có phá thì có tôi ủng hộ. Mà có Quỷ Dương thì có tôi, nó đi sân đôi. Cho nên bây giờ đó, Đức Thầy ra đời lập đạo là lập đảng. Cái đảng như chủ sâu Việt Nam là Thiên Long Thần hộ pháp nha cô bác. Luôn luôn là có sự hỗ trợ của ở cái sự việc mà Đức Thầy đã sắp chết. Nhưng bây giờ xin trở lại, đạo Quỷ Dương rất nhiều chi nhánh mà nó nhiều chi nhiều nhánh lắm mà. Thôi bây giờ đấm mặt đi, cái vụ Thiên Ma Ba Tuần thì cô bác biết rồi. Rồi còn nữa chứ hồi nãy nghe cô nữ nói là có ba người con gái rồi nó xuống hại thật đó. Còn nữa thôi bây giờ nó đóng sớm vậy là cũng có lỗi cho cô bác. Nó chưa hết một phần nào, giờ chúng tôi xin thêm chút nữa đi. Thưa cô bác, rồi Thiên Ma Ba Tuần nó về ở trên cõi trời thao quá, nó ngồi buồn quá đi. Rồi ba người con gái rồi hỏi tại sao bữa nay ta xuống với cõi Diêm Phù Đề trở về có bộ buồn quá vậy cha. Chả mới nói thiệt không buồn sao được. Bây giờ Gautama ra đời rồi cái đạo của mình còn ai theo nữa đâu. Họ theo cái chân lý hết rồi, không còn ai theo cái đạo mình thì cái đạo của mình còn làm sao áp dụng được, con mình mất ảnh hưởng rồi. Mà không buồn sao được. Thế thì ba người con gái nó thôi cha yên trí, cha đừng lo gì hết rồi, để con xuống con hại Gautama dùm cho cha, làm cho con xuống. Rồi ba người con gái này xuống làm gì? Cha làm đủ thứ rồi, nãy cái cô mà nữ giảng viên trình bày cũng rất tế nhị rồi, nhưng mà ở đây chúng tôi cứ xin thêm một phần nào để rồi đi tới cái chỗ chúng tôi trình bày. Kính thưa cô bác, xuống là ban đầu làm sao? Ban đầu mặc cái chi bít nha, mặc cái chi bít rồi đi qua đi lại trước mặt Phật cái đó, là một cô rồi, một cô làm cái phận sự đó để mà chư vợ cái đem cái sắc đẹp mà chư vợ trước ngài. Mà mới nói rằng các ngươi ơi, các ngươi là cái túi da đựng máu huyết chứ không có gì đẹp đó, đừng có làm vậy, đối với ta nó không có chi đâu. Rồi cái cô thứ nhất là làm cái bộ không đẹp, đi xin nít rồi cái bộ không êm. Bây giờ tới cái cô thứ nhì đó, không, mặc xin nít thì thấy nó hơi như vậy, không nói đâu bằng cái thứ mỏng nữa. Mặc hết mà cho nó mỏng á, mà đi nó thấy ở trên à. Cái thứ đó nó mỏng lắm, đi nó là thấy ở trong ở trên à. Nhưng mà cũng chưa, cái người thứ nhì mà đi qua đi lại hoài cũng không làm sao mà chưa gỡ Phật được. Tới cái người thứ ba là không mặc gì hết trơn á. À, để nguyên dạng đi ra, à, tức là lạ thể đó cô bác. Nhưng mà Phật tổ đó, thì quý vị thấy rằng ngài có làm chi dùng cái thần diệu ngài thuyết pháp cho ba người đó nghe đó. Rồi bỗng nhiên ba người đó như hồi nãy nói rằng, họ nói tới là ba người đó già quá ra già, nói cô nữ giảng viên trình bày tới rõ, quán hồn ôm đầu rồi trả về cõi trời. Rồi sau xuống năn nỉ ngài đó, ngài mới làm cái trở lại. Thì ở đây đó ngài mới cho biết rằng các ngươi là cái túi da đựng máu huyết, ở trong nó bằng máu huyết nó hôi tanh lắm. Ở ngoài là cái túi da mà thôi, nó không có chi đẹp đâu, đừng có đem cái đó lấy mà chơi với chúng ta. Nhưng mà cô bác anh chị em ơi, ở bên nào được ít bên nam trẻ tuổi, thì đưa cô bác lớn tuổi rất đông. Chứ thật là có bên nam trẻ tuổi cái đường này chúng tôi xin trao đổi là hồi đó Phật tổ bị phá có 1-2 ngày. Mình bây giờ bị phá ngày nào cũng bị nó phá trơn. Tại sao Quỷ Dương bây giờ nó phá mình bữa nào cũng bị phá. Nó ra tới chợ rồi cái mặt đồ mỏng đi trước mặt mình thấy hết trên da thịt mà. Vì thì mấy em nhỏ tuổi cho chừng Quỷ Dương phá hàng ngày.
Đức Thầy dạy chúng ta rồi, quỷ ma hay phá rối người tu đạo đức chư nhu khá chí thành. Vì thế ở đây chúng tôi xin tỏ lại, đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, nó nhiều chi nhiều nhánh mà. Nó nhiều, có nhiều cái chi nhánh là quý vị biết chi là nhánh rồi, cái chi là cái nhánh. Còn cái gốc nó lên nó có nhiều nhánh, nhiều cái nhánh nó gọi là chi, chi là cành cũng gọi là nhánh nữa. Thì chi tức là nhánh đó, cái cội cây rồi nó lên nó có nhiều nhánh lắm. Cái đạo quỷ dương nó, cái gốc nó là quỷ dương, rồi nó có nhiều cái thứ quỷ dương nó mọc lên nhánh khác, thì nó có nhiều chi. Cũng như bây giờ chúng ta thấy các chi các tổ ở cái quận hay cái tỉnh ta làm việc đó, nó nhiều chi như vậy đó. Chúng tôi xin điển hình như vậy. Nhưng thì cái đạo quỷ dương nó nhiều chi nhiều nhánh, chứ không có một thứ đâu. Đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu, dám mà tránh ngon. Thế cái đạo nào mà khuyên chúng ta làm để mà làm giàu hoặc giả làm quan đó, cái đạo đó quỷ dương hết trơn. Họ phân cho mình cái chức gì, tổng thống nè, bắc bình dương nè, sử ngự sử nè, cái đó là cái đạo đó, đạo của quỷ dương. Xin nghe rõ gì, cái đạo Phật là chỉ dạy con người tu giải thoát, cái đạo Phật không có dạy con người tu làm quan. Mà hồi nãy đó cái vị đồng đạo đã kết luận bằng bốn câu thơ của Đức Thầy mà hai tám câu thơ mà bốn câu sau đó: mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, giấc ngọc đông cung trước thế liền. Trên đó hỏi người mau lập chí tu hành khá nhớ giữ trung niên. Vì thế ở đây tám câu thơ mà nãy có đọc rồi, bây giờ tôi đọc lại bốn câu đó để quý vị thấy coi. Đạo Phật á, Phật Thích Ca Mâu Ni đó, mình vàng thái tử ngôi còn bỏ mà. Bỏ cái chức vụ của ngài là thái tử mà vua Tịnh Thận yêu cầu ngài, nó nghĩ ngài ở lại để mà làm vua rồi sao sẽ đi tu. Mà ngài cũng khoáng mang đem cái sự biết của ngài đến mà truyền tỏa cái đạo ra, mà truyền bá cho đời để tu giải thoát mà thôi. Cái ngài đâu có cần vua quan chi. Phật tử Thích Ca Mâu Ni không cần vua quan chi. Thì hôm nay chúng ta tại sao tu cho đạo Phật là muốn làm vua làm quan là những gì? Nếu tôi muốn làm vua làm quan là đạo Nguyễn Dương, nó là Nguyễn Dương chứ không phải đạo Phật. Xin nói rõ như vậy. Xin thưa cô bác, vì ở đây chúng tôi với cái bổn phận đó là cô bác nêu lên là dạ Đức Thầy, chúng tôi biện minh cho rõ ràng thần nào về sự biết của chúng tôi qua cái ý của Đức Tôn Sư, thì chúng tôi cũng nguyện cúng dường cái pháp này. Và cái xin cô bác cũng thông cảm cho là cái điều này đó là Đức Thầy đã dạy trước, có chỗ còn như thế này nữa cô bác ơi. Cô bác cho phép chúng tôi nha. Đức Thầy dạy nha: pháp đạo tà mưu khéo âm thầm, dân dám tránh kẻo lầm mà khổ. Là gì? Pháp đạo tà mưu khéo âm thầm, hồi nãy ông hội trưởng quận Châu Thành tỉnh An Giang này có nêu lên đó, ở trong cái bài mà cái bài cảm tưởng hay là cái bài diễn văn khai mạc của ông đó, thì rất rõ cái hai câu này. Đạo tà chỉ cát là nhiều, cái đạo là đường là tà vậy, nó có nhiều đường lối tà vậy. Thì mưu khéo chứ mưu là cái mưu là mưu mô, chứ khéo là khéo lớn. Họ có nhiều cái mưu mô khéo lớn. Rồi âm thầm, âm là gì? Chứ âm là tối, chứ thầm là lén lút, làm ở trong bóng tối và lén lút đó. Họ theo rỉ tai họ nói nhỏ nhỏ, họ nói bây giờ thầy đã trở lại rồi, và đệ tử số 1, số 2, số 3 cái thầy đó sao mình không biết, mình đưa cái mắt đi. Họ lại họ nói tôi nông thôi, ông đi mắt vậy, thầy trở lại mà ông thấy không biết gì chứ. Mà điều họ nói nhỏ nhỏ, họ rỉ tai vậy, họ âm thầm mà. Cho nên các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân gắn tránh kẻo lầm mà khổ. Cứ nói thầy trở lại rồi chạy theo rồi bỏ mạng hết trơn, bỏ mạng cái hết. Đặc nữa chúng ta thấy đó, chúng nó xuống thiên văn nhiều chỗ dùng pháp màu lè mắt chúng sanh. A hâm linh cho nó tập tành xa cạm bẫy khó mong sống sót, cho nên bỏ mạng hết rồi đó. Hay lầm quỷ dương rồi đó, cái đạo tà rồi là bỏ mạng hết, không còn không sống sót. Thì chúng tôi xin dừng nơi đây, nếu không có sự trao đổi thêm, bao tổ chức cho qua đời tài sách. Kính thưa quý vị đồng đạo.